Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở Việt Nam mình cái những cái chiếc xe phân khúc hạng C thì Mazda 3 đang được các giới trẻ rất là yêu thích ạ. Không những giới trẻ và kể cả các anh chị U450 vẫn đang thích những các dòng xe Mazda 3 này, và rất nhiều người, nhưng mà chủ yếu là cái dòng thanh niên, cái tầm tuổi thanh niên là thích hãng xe Mazda 3 này nhiều hơn so với các hãng khác ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, ở cái Mazda 3 này thì nó có rất là nhiều phiên bản. Thứ nhất là nó chia làm hai phiên bản là sedan và hatchback này. Trong hatchback hoặc sedan đều có phiên bản là 1.5 số tự động và 2.0 số tự động ạ. Trước màn ảnh quý vị và các bạn đang xem thì hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe Mazda 3 ở cái phân khúc hatchback 1.5 số tự động đấy ạ. Và chiếc xe này màu đỏ, chiếc xe được sản xuất năm 2015, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và biển số rất là đẹp, biển Lộc Phát ạ, biển đuôi Lộc Phát, biển số rất là đẹp. Chiếc xe này hatchback thì được phần lớn là được chị em phụ nữ thích hơn. Phần lớn thì được chị em phụ nữ thích về cái dòng hatchback này nhiều hơn là anh em nam. Nhưng mà cả nam và nữ đều đi được, đều đi cái dòng hatchback này được. Và chiếc xe đã được chủ xe độ lên rất là nhiều option thêm, ví dụ như là gương auto và đèn LED rồi. Nguyên bản thì chưa có đèn LED, nhưng chiếc xe này đã được chủ xe độ lên về cái phần đèn LED này. Đây là cái phần đèn LED bên dưới, dưới cái cạnh cái đèn gầm ấy, là chủ xe cũng đã độ lên. Và xe cũng đã được trang bị đèn bi xenon rồi, rất là đẹp đấy. Và chiếc xe này mới lăn bánh được hơn 3 vạn thôi quý vị và các bạn ạ. Còn rất là mới, rất là đẹp. Quý vị các bạn xem trên video này thì quý vị các bạn cũng thấy được đấy ạ. Rất là mới, rất là đẹp ạ. Vì mới lăn bánh được hơn 3 vạn km thôi, và nó ở cái phân khúc hatchback. Thưa với quý vị và các bạn, nếu như giá xe mới thì là chiếc xe là hatchback nó đắt hơn chiếc xe sedan cũng nhiều đấy ạ. Nhưng mà ở cái xe cũ rồi thì là nó cũng chênh nhau không đáng bao nhiêu đâu, giá nó cũng không đắt hơn đáng bao nhiêu đâu. Và cái lốp của nó đây ạ, thưa với quý vị và bạn, lốp của nó còn rất là dày. Tuy là sản xuất năm 2015 và đã được chạy được sử dụng được 5 năm rồi, nhưng chiếc xe mới chạy có hơn 3 vạn km thôi, gần 4 vạn km rồi, cho nên là lốp cũng rất là dày đây ạ. La răng cũng chưa có xước sát gì cả, rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Đết lốp là 2015 luôn đấy. Xi nhan thì cũng đã được tích hợp lên gương chiếu hậu, và gương chiếu hậu này chủ xe độ auto, cho nên là cứ khóa cửa là gương gập, còn mở cửa là gương mở ra thôi. Và khóa thông minh, đè nổ start top phải bấm khóa mở trên cánh cửa đấy ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp, và option thì rất là nhiều, cho nên là được giới trẻ sử dụng. Đấy, bấm khóa là tự động mở cửa, và mở khóa thì tự động gương lại ra thôi, gương auto theo khóa. Đây là cái phần độ thêm mà chủ xe độ thêm, chứ nguyên bản của nhà sản xuất là phải bấm ở trong xe chứ không theo khóa. Đây là phần chủ xe đã độ thêm, chủ xe cũng độ thêm một số đồ rồi. Đấy, nhìn qua về cái phần tổng thể của xe thì rất là đẹp. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng cam kết, thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, máy móc nguyên bản, keo chỉ còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản cho quý vị và các bạn ạ. Để quý vị và các bạn mua chiếc xe này thì quý vị và các bạn cũng yên tâm. Tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem lại một lần nữa về cái phần ngoại thất của chiếc xe này. Sau đó thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Về cái phần ngoại thất của chiếc xe thì quý vị và các bạn xem cũng thấy đấy ạ, nó không đâm đụng, không va chạm gì cả, không xước sát gì, cho nên nó còn rất là mới. Chúng tôi cũng vừa mới mua về thì cũng đã đánh bóng qua đây một lượt thôi, chứ cũng không phải sơn xước gì đâu. Vì xước sát nhỏ nhẹ thì chủ xe cũng đã sơn rồi, chúng tôi chỉ việc đánh bóng và đem lên đây giới thiệu và bán cho quý vị và các bạn thôi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 3 hatchback 2015 này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608
883 để được chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Mazda 3 Hatchback 2015 này, thì mời quý vị và các bạn hãy qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Chiếc xe này thì quý vị và các bạn có thể yên tâm về chất lượng ạ. Chất lượng còn rất là tốt vì chiếc xe này đi lại ít, chủ xe lại giữ gìn cho nên là còn rất là đẹp ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.
chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.